cảm ơn các bạn đã đến với kênh Kỳ Án Thế Kỷ. Kỳ án về John Parker, bi kịch của người đàn ông triệu phú. Khi John Parker bị phục kích và bắn chết, thì cảnh sát đã phải mất tới gần 6 năm để tìm ra toàn bộ sự thật đằng sau. Tuy nhiên, danh tính của hung thủ đã khiến nhiều người bất ngờ. Nhìn từ bên ngoài, thì cuộc sống của John Parker dường như hoàn hảo. Anh là một doanh nhân thành đạt, trở thành triệu phú ở tuổi 30. John và vợ là Judy Parker đã kết hôn năm 1992 và có 2 con gái. Anh sống cùng gia đình mình trong một ngôi nhà khang trang ở khu căn hộ cao cấp tại thành phố Crown Point, bang Indiana, Mỹ, cùng 2 con gái và 2 con riêng của Judy từ cuộc hôn nhân trước. Đôi vợ chồng này điều hành công việc kinh doanh máy hút bụi rất thành công. Nhưng rồi, cuộc sống bình yên ấy bất ngờ chấm dứt vào ngày 17 tháng 4 năm 2003. Ngày hôm đó, Judy gọi 911 nói rằng chồng mình bị bắn bên ngoài công ty ở thị trấn Merrillville. Có mặt tại hiện trường ngay sau đó, thì cơ quan chức năng xác nhận vị doanh nhân đã tử vong. John đã bị bắn một phát chí mạng vào sau đầu. Judy kể lại với cảnh sát rằng hai vợ chồng đã lái xe đến công ty để lấy đồ. Cô quay lại xe trước trong khi John đứng lại nói chuyện với người quản lý. Sau đó, cô bất ngờ nghe thấy 2 tiếng súng và nhìn thấy một bóng người mặc đồ đen chạy ra khỏi hiện trường. Judy nhìn thấy chồng mình gục xuống bên cạnh xe. Lúc đó là khoảng 22 giờ. 2 vỏ đạn súng lục cỡ nòng được tìm thấy tại hiện trường. Chiếc ví của John đã bị mất, nhưng đồ trang sức và đồng hồ đeo tay vẫn còn. Cảnh sát ban đầu nhận định rằng động cơ của vụ án mạng là vì tiền. Khi làm việc với cảnh sát, thì Judy nói rằng John từng tranh cãi gay gắt với một nhân viên cũ. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu về người này, thì cảnh sát đã loại anh khỏi danh sách nghi phạm bởi có chứng cứ ngoại phạm chắc chắn. Hơn nữa, mâu thuẫn giữa họ cũng đã được giải quyết trong vui vẻ. Tìm hiểu thông tin từ bạn bè, người quen, hàng xóm và nhân viên của John, thì cảnh sát biết được John là một người chồng tốt, người bố tận tụy rất thương yêu các con của mình. Tuy nhiên, anh cũng gặp khó khăn trong việc dạy bảo 2 con riêng của Judy là Danny 15 tuổi và Christina 17 tuổi. 4 ngày sau cái chết của John Parker, thì cảnh sát nhận được thông tin từ một trường học về một âm mưu giết người có liên quan đến 2 học sinh 15 tuổi xảy ra vào khoảng 6 tháng trước. Đáng nói, âm mưu này là nhằm vào John. Các thiếu niên được phát hiện mang theo hơn 1.000 đô la Mỹ tiền mặt. Họ nói rằng mình được bạn trả tiền để sát hại bố dượng của người bạn này. Người bạn đó chính là Danny, cậu con trai riêng 15 tuổi của vợ John. Danny đã trả tiền cho bạn để sát hại bố dượng. Tuy nhiên, 2 thiếu niên đã không hành động gì sau khi nhận được tiền. Vào thời điểm đó, thì sở cảnh sát Gao Poitier đã xác định vụ giết người thuê này không có khả năng được thực hiện để có thể trở thành hành vi phạm tội. John và gia đình sau đó không được thông báo về sự việc và Danny cũng chưa bao giờ bị điều tra. Biết được thông tin này, thì cảnh sát đã lập tức triệu tập Danny để hỏi về những cáo buộc từ các bạn cùng lớp. Judy Parker là mẹ của Danny và cũng là vợ của nạn nhân đã đi cùng với con của mình. Danny thừa nhận muốn dọa dẫm bố dượng nên đã đưa tiền cho các bạn để đánh đập ông. Tuy nhiên Danny không giải thích tại sao lại có số tiền ấy. Cậu bé này sau đó đã bị giam giữ vì xúi giục hành hung. Cảnh sát đã xem xét 2 thiếu niên được Danny thuê thì thấy rằng cả 2 đều không phải là nghi phạm trong cái chết của John. Mặc dù điều tra viên đã có bằng chứng về một âm mưu giết người, nhưng họ không thể tìm thấy súng và kẻ gây án. Sau khi Danny được thả tự do, thì cảnh sát gần như không còn manh mối. Nhưng rồi, một tuần sau vụ giết người, thì một nhân viên cũ từng làm việc tại công ty của John đã cung cấp một thông tin mới có liên quan tới người con riêng còn lại của Judy là Christina 17 tuổi. Người này tiết lộ rằng từng được Christina thuê để tìm người sát hại bố dượng. Christina đã trả phí 100 đô la Mỹ và đưa thêm 500 đô la Mỹ để trả cho người nổ súng. Tuy nhiên, giống như em trai, kế hoạch của Christina thất bại vì không có hành động nào được triển khai dù đã đưa tiền. Christina sau đó bị thẩm vấn nhưng vẫn luôn khăng khăng phủ nhận cáo buộc này. Điều khiến cảnh sát thắc mắc là 2 chị em Christina và Danny dù còn đang đi học, nhưng vì sao lại có nhiều tiền như vậy để thuê sát thủ? Vì những lý do đó nên họ đã liền chuyển hướng điều tra sang Judy. Các nhà điều tra phát hiện ra rằng cuộc hôn nhân từng rất hạnh phúc và là hình mẫu một thời này đã trở nên tồi tệ. Một người bạn cho biết rằng John đã bắt gặp Judy đang ngoại tình với một nhân viên trong công ty. Dù vậy, John không định ly hôn vì sợ tài sản bị phân tán. Người bạn cho biết rằng John đã quyết tâm giành lại vợ ngay sau đó. Nhưng nếu Judy muốn John chết, câu hỏi đặt ra là tại sao? Các thám tử xác định Judy là người thụ hưởng bảo hiểm nhân thọ trị giá 1 triệu đô la Mỹ của John. Đây có thể là động cơ giết người. Sau khi John bị giết, thì Judy đã cố gắng yêu cầu bồi thường,
nhưng công ty bảo hiểm từ chối thanh toán vì vụ án vẫn đang được điều tra. Bất chấp những nghi ngờ về động cơ tài chính, nhưng cảnh sát vẫn không tìm được bằng chứng cho thấy Judy có liên quan đến vụ án. Vì thế mà vụ án đã bị đình trệ trong suốt 4 năm tiếp theo. Năm 2007, Judy lúc này đã kết hôn với người đàn ông khác. Chồng mới của cô ta là một kẻ buôn bán ma túy. Người này đã tiết lộ cho cảnh sát một thông tin quan trọng. Theo đó, cô con gái riêng của Judy là Christina đã từng nói em trai mình đã bắn John. Với lời khai này, thì cảnh sát đã quyết định lật lại vụ án của John. Việc đầu tiên của họ là thẩm vấn cô con gái riêng Christina. Trong quá trình làm việc với cảnh sát, thì Christina cuối cùng đã thừa nhận có tham gia vào âm mưu giết bố dượng. Christina mua súng từ bạn học cũ và nói rằng mình dùng để tập bắn. Tiền mua súng này do mẹ của cô cung cấp. Cô ta nói đã gọi cho bố dượng giả vờ bỏ quên bài tập về nhà ở công ty để dụ nạn nhân đến văn phòng. Cảnh sát sau đó tìm thấy những vỏ đạn và xác nhận đây chính là hung khí gây án. Christina khai đây không phải là lần đầu ba mẹ con cô ta thực hiện kế hoạch giết John. Trước đó, Judy đã thử bỏ độc vào thức ăn của chồng nhưng không thành. Tuy vậy, người phụ nữ này vẫn không bỏ cuộc. Judy sau đó nói hai con của mình hãy thuê sát thủ để sát hại John. Danny sau đó đã bị bắt giữ. Cậu ta thừa nhận câu chuyện của chị và khai rằng mẹ mình đã làm giả tấm séc của công ty để lấy 7.500 đô la Mỹ để trả cho những kẻ giết thuê. Tuy nhiên, sau hai lần tìm người thất bại, thì Judy đã quyết định không tìm thuê nữa, mà trực tiếp dùng chính con trai của mình là Danny. Người mẹ đã chỉ đạo Christina dụ John đến văn phòng, hướng dẫn Danny mặc bộ quần áo tối màu và khi gây án xong hãy ngụy tạo thành vụ cướp. Danny khai chỉ bắn John một phát nhưng súng lại nổ khi lục túi quần John để lấy ví, nên mới có vỏ đạn thứ hai rơi tại hiện trường. Judy dặn con trai sau khi gây án thì hãy về nhà tắm rửa, sau đó cô ta sẽ giúp con vứt bỏ quần áo dính máu, súng và ví của John. Theo điều tra của cảnh sát, nếu ly hôn Judy sẽ chỉ nhận được một nửa tài sản của chồng nhưng nếu anh chết thì cô ta sẽ có tất cả. Vì vậy, người phụ nữ này đã tìm cách sát hại chồng. Để lôi kéo các con của mình thì Judy nói rằng mình đã bị chôn ngược đãi. Qua những câu chuyện của mẹ thì hai người con đã bị thao túng và đồng ý làm theo những yêu cầu của người mẹ. Judy đã bị bắt và đồng ý nhận tội vào năm 2009. Vào tháng 8 năm 2009, thì cô ta đã bị kết án 33 năm tù và sẽ đến thời hạn được ân xá vào năm 2023. Danny nhận bản án 23 năm tù, được trả tự do vào năm 2016. Còn Christina thì bị phạt 5 năm tù, được trả tự do vào năm 2013. Kỳ án về David, cái chết đẫm máu của người mẹ cùng hai người con và án oan kéo dài hơn 13 năm. Năm 2000, dư luận bang Indiana, Mỹ đã chấn động trước một vụ thảm sát đẫm máu kinh hoàng. Khi một người phụ nữ cùng hai con của cô đã bị giết ngay tại nhà riêng. Không lâu sau đó, cơ quan chức năng xác định người chồng chính là tên sát nhân tàn độc đó. Bất chấp những lời khẳng định vô tội của bị cáo. Sau nhiều phiên tòa xét xử và 13 năm trời kêu oan sau song sắt nhà tù, công lý cuối cùng cũng đã đến với người đàn ông này. Đầu năm 2000, David đã từ chức cảnh sát bang Indiana sau 10 năm cống hiến. Trong công việc, David luôn được đồng nghiệp kính trọng. Anh đã từng tham gia đội cứu hộ khẩn cấp và được trao tặng huy chương dũng cảm vì những nỗ lực của mình. Tuy nhiên, David đã quyết định tới làm việc cho công ty của người chú ở vị trí giám sát. Với mức thu nhập cao gấp đôi so với lương cảnh sát, David đã kết hôn với Kimberly được 11 năm và có hai con là Bradley 7 tuổi và Jill 5 tuổi. Kimberly là một nhà phân tích tài chính được đánh giá cao tại một hãng bảo hiểm lớn. Hai con của họ đều là những đứa trẻ đáng yêu và ngoan ngoãn. Trong mắt những người xung quanh, cuộc sống của gia đình này được đánh giá là khá hoàn hảo. Vào ngày 28 tháng 9 năm 2000, sau một ngày bận rộn với công việc, thì David đã rời nhà để đi chơi bóng rổ cùng với 11 người khác. Anh có mặt tại sân chơi vào lúc 18 giờ 59 phút, cách nhà khoảng 5 phút lái xe. Sau khi kết thúc trận đấu thì David bắt đầu lái xe trở về nhà. Lúc đó là khoảng 21 giờ 20 phút, khi cánh cửa gara được nâng lên. David đã vô cùng bàng hoàng khi trước mắt anh là một cảnh tượng kinh hoàng. Một hình ảnh mà cả đời này anh sẽ không thể nào quên. Trên nền đất ngay sau cửa gara, thì vợ anh đang nằm sóng xoài với vệt máu chảy ra ở đầu và không mặc quần. Trong chiếc ô tô đỗ ngay cạnh, thì David nhìn thấy hai đứa con của mình đều ngồi ở ghế sau. Tôi cúi xuống nhìn mặt vợ, sau khi nhìn vào đôi mắt của cô ấy. Tôi biết rằng mọi thứ đã quá muộn, David sau này khai với cảnh sát. David cố gắng đánh giá nhanh chuyện gì đã xảy ra. Và trong giây phút bối rối anh đã điên cuồng leo lên chiếc xe. Anh nhận thấy con trai mình bị bắn vào ngực, còn con gái thì bị một vết thương lớn ở đầu giống vợ anh.
Từng 10 năm làm cảnh sát, David sau này khai rằng, lúc đó biết chắc vợ và con gái đã chết. Anh vội kéo Bradley ra khỏi xe và đặt cậu bé xuống sàn làm hô hấp nhân tạo. Sau đó, anh chạy vào nhà gọi trực tiếp cho số máy của đơn vị cảnh sát cũ. Rồi sau đó chạy qua đường gọi người thân ở ngôi nhà đối diện. Khoảng 21 giờ 30 phút, cảnh sát tới hiện trường và xác nhận là cả ba nạn nhân bị bắn chết. Vùng kín của cô bé Jill có dấu hiệu bị chấn thương, nhưng không thể kết luận là có bị xâm hại hay không. Người vợ không mặc quần nhưng cũng không có dấu hiệu bị xâm hại tình dục. Đôi giày của Kimberly thì được đặt ngay ngắn trên nóc xe. Theo chuyên gia, vết máu dưới sàn được cho là có dấu hiệu bị lau dọn, dường như có người muốn che đậy dấu vết. Trên sàn nhà, cảnh sát tìm thấy chiếc áo nỉ dài tay màu xám. Và chiếc áo này thì không thuộc về bất cứ ai trong gia đình David. Trên chiếc áo phông mà David mặc lúc cơ quan điều tra tìm thấy 8 vệt máu nhỏ. Và sau này được xác định là máu của Jill. Sau khi xem xét thì chuyên gia cho rằng, đây không phải vết máu bình thường. Những giọt máu trên áo của David được cho là máu bắn ra ở tốc độ cao. Chỉ xuất hiện nếu David đứng gần khi con gái của mình bị bắn. Cùng với một số manh mối khác, mọi sự nghi ngờ của cảnh sát bắt đầu hướng vào David. Chỉ 3 ngày sau khi vụ thảm sát đẫm máu xảy ra. Ban đầu, cảnh sát cho rằng thời gian gây án là 21 giờ 20 phút, là khi David vừa về nhà. Và trùng với lời khai của một hàng xóm là nghe thấy tiếng súng, trong khoảng thời gian từ 21 giờ 15 phút tới 21 giờ 30 phút. Tuy nhiên, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, thời gian tử vong thực tế của các nạn nhân là khoảng 19 giờ 30 phút đến 20 giờ, khi Kimberly và các con vừa về nhà. Với thông tin này, cảnh sát lại đặt ra giả thuyết là David khi đang ở sân chơi bóng rổ, thì đã trốn về gây án sau đó nhanh chóng quay lại để tạo chứng cứ ngoại phạm. Lịch sử cuộc gọi từ điện thoại cố định trong nhà cũng củng cố cho giả thuyết này. Theo đó, David đã gọi một khách hàng vào khoảng 19 giờ 19 phút. Lúc này thì vợ con David chưa về và theo lời khai của David thì lẽ ra anh đang phải ở sân bóng. David luôn khẳng định rằng không bao giờ có lý do gì để giết vợ con, khi anh là một người đàn ông hạnh phúc kể từ khi gặp Kimberly. Tuy nhiên, những thông tin mà cảnh sát có được lại không như những gì người đàn ông này nói. Hai vợ chồng họ kết hôn vào năm 1989 và không lâu sau thì cậu con trai đầu lòng chào đời. 3 năm sau khi về chung một nhà, David bắt đầu ngoại tình với một người phụ nữ mà anh gặp ở phòng tập thể dục. Trong khi Kimberly đang mang thai đứa con thứ hai của họ, David sau đó dọn ra ngoài sống nhưng vài tháng sau, hai vợ chồng hòa giải và mọi chuyện trở lại như trước. Cuộc sống của gia đình cũng trở nên tốt hơn khi David đã từ bỏ công việc của một cảnh sát tiểu bang để tới công ty kinh doanh xây dựng của chú mình. Anh kiếm được nhiều tiền hơn và có nhiều thời gian dành cho gia đình. Cuộc sống của họ trở nên hoàn hảo trong mắt những người xung quanh. Nhưng trong quá trình điều tra vụ án mạng, cảnh sát cho biết họ đã phát hiện ra bí mật của David. Có vẻ như người đàn ông này sống một cuộc sống hai mặt. Một mặt anh luôn thể hiện là người chồng trung thủy, nhưng thực tế lại rất hay tán tỉnh những người phụ nữ khác. Trong suốt thời gian qua, anh đã có quan hệ tình cảm với cả chục phụ nữ. Vào tháng 1 năm 2002, hơn một năm sau vụ giết người, thì phiên tòa xét xử David đã bắt đầu. Công tố viên tin rằng, việc ngoại tình của David là động cơ giết người. Ngoài ra, David còn có thể nhận được khoản tiền bảo hiểm là 750.000 đô la Mỹ nếu những người thân của mình qua đời. Bên cạnh chứng cứ về vết máu bắn trên áo, công tố viên gọi 12 người phụ nữ ra làm chứng về việc bị David ve vãn hoặc có quan hệ ngoại tình. Về phía David, luật sư bảo chữa cho anh đã chỉ ra David không có cơ hội gây án. 11 người tại sân bóng rổ đều nói David ở đó suốt từ 19 giờ đến 21 giờ, khoảng thời gian vụ án mạng xảy ra và không hề rời đi. Về vết máu của người con gái trên áo David, luật sư bảo chữa nói đây là do David quệt phải khi kéo con trai ra khỏi xe. Ngoài ra, một phát hiện quan trọng là theo nhân viên nhà mạng, thời điểm David dùng điện thoại cố định gọi cho khách hàng không phải 19 giờ 19 phút, mà là 18 giờ 19 phút. Nhầm lẫn này là do bang Indiana trải trên 2 múi giờ, và nhà mạng đã ghi nhận cuộc gọi thành múi giờ muộn hơn. Với thời điểm gọi là 18 giờ 19 phút, nên lúc này David vẫn ở nhà và chưa đi chơi bóng. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng xác nhận ADN trên chiếc áo ở hiện trường không phải của David, và họ cũng không biết dấu vân lòng bàn tay in trên xe của Kimberly thuộc về ai. Tuy vậy, nỗ lực của phía bào chữa cũng không thể thuyết phục được bồi thẩm đoàn. Ngày 17 tháng 3 năm 2002, David bị kết tội giết người với bản án 195 năm tù, bất chấp việc anh liên tục kêu oan. Thời gian trong tù, David vẫn không ngừng kêu oan. Tới tháng 8 năm 2004, tòa phúc thẩm bang Indiana đã hủy bản án trước đó và yêu cầu tái thẩm. Tòa phúc thẩm nhận định rằng,
việc công tố viên gọi 12 người phụ nữ ra làm chứng về việc ngoại tình của David đã gây ra định kiến đối với anh và đã ảnh hưởng đến việc kết án. Việc David ngoại tình không liên quan tới cái chết của vợ con. Ngoài ra, mẫu ADN trên chiếc áo màu xám được tìm thấy ở hiện trường, được xác định không phải của David ở phiên tòa đầu tiên cũng được lật lại. Cơ quan chức năng đã đối chiếu mẫu ADN này với cơ sở dữ liệu quốc gia. Cuối cùng, kết quả nhận được trùng với một tên tội phạm tên là Sally Boni. Năm 1989, hắn từng bị kết án với tội danh ăn cướp. Năm 1993, hắn tiếp tục bị kết án 20 năm cho 3 tội cướp có vũ trang và 3 tội danh hình sự khác. Thời điểm xảy ra án mạng nhà David, Sally đang trong thời gian thử thách sau khi được phóng thích. Ngoài ra, Sally cũng được biết đến là kẻ từng nhiều lần phạm tội bạo lực với phụ nữ. Đặc biệt, kẻ này có sở thích đặc biệt với đôi chân phụ nữ, nên thường có thói quen trộm giày của nạn nhân. Điều này có thể lý giải tại sao đôi giày của nạn nhân lại được đặt ngay ngắn trên nóc xe, và chân của cô bé Jill có vết bầm tím. Với phát hiện mới này, David tưởng rằng sau 5 năm ngồi tù, anh cuối cùng cũng được minh oan và được thả tự do. Tuy nhiên, điều này chỉ làm vụ án thêm phức tạp. Khi bị triệu tập, Sally thừa nhận đã được phát chiếc áo nỉ trong thời gian ở tù, nhưng hắn đã tặng áo cho tổ chức từ thiện trước khi xảy ra vụ án. Hắn phủ nhận dính líu tới vụ giết người. Khi cảnh sát quay lại khám xe của vợ David và tìm thấy dấu vân lòng bàn tay của Sally trên đó, thì hắn lại thay đổi lời khai. Hắn thú nhận tối hôm ấy đã lái xe tới hiện trường để bán cho David khẩu súng gây án. Hắn còn nói thêm là đã ở bên ngoài gara khi David bắn nạn nhân. Cả Sally và David sau đó bị khởi tố về tội giết người. Năm 2005, Sally bị đưa ra xét xử trước và lãnh 225 năm tù. Tại phiên tòa thứ hai vào năm 2006, công tố viên xuất trình lời khai của Sally và tiếp tục đưa ra chứng cứ về vết máu bắn ra ở tốc độ cao dính vào áo David. Lần này, công tố viên cáo buộc David xâm hại con gái, căn cứ vào chấn thương ở vùng kín. Sợ bị vợ phát hiện việc xâm hại con, David mua súng từ Sally và gây án để bịt đầu mối. Chính David đã dụ Sally tới nhà để gài bẫy. Phản bác, luật sư bảo chữa chỉ ra rằng không có chứng cứ cho thấy David từng xâm hại con gái. Nếu bé gái bị xâm hại, thủ phạm chính là Sally, kẻ có tiền án phạm tội với phụ nữ. Sally chính là thủ phạm duy nhất trong vụ án. Nhưng một lần nữa, bất chấp những lời bào chữa ấy, David lại tiếp tục bị kết tội và lãnh án chung thân không ân xá vào tháng 3 năm 2006. Điều này đồng nghĩa với việc hành trình kêu oan của David lại tiếp tục. Sau lần kháng cáo thứ hai không thành công, David vẫn không nản lòng, mà tiếp tục hành trình kêu oan cho tội danh sát hại vợ và hai con của mình. Cuối cùng, bản án thứ hai của David tiếp tục bị tòa tối cao bang Indiana hủy bỏ và yêu cầu tái thẩm lần thứ ba. Theo tòa, tình tiết công tố viên đưa ra để cáo buộc David xâm hại con gái là chỉ mang tính suy đoán và đã gây ra định kiến cho việc bào chữa của David. Năm 2013, phiên tòa xét xử David diễn ra lần thứ ba. Lần này, công tố viên cáo buộc David gây án để có tiền bảo hiểm nhân thọ của vợ. Sau đó đã dàn dựng hiện trường để đổ tội cho Sally Boni. Ra tòa làm chứng, Sally khai vào tối hôm ấy. Sau khi được David đặt hàng, hắn đã mang khẩu súng tới nhà giao cho David. Hắn nói mình đang ở ngoài khi David sát hại vợ con trong gara. Sau khi gây án, David nhận thấy Sally đã chứng kiến hết mọi việc, nên đã chĩa súng vào Sally và cố giết nhân chứng. Tuy nhiên khẩu súng bất ngờ bị kẹt đạn, và Sally nhanh chóng nhân cơ hội này chạy vào trong gara nhà David để trốn. Khi bước vào, Sally nhìn thấy thi thể Kimberly đang vấp phải đôi giày của cô, nên đã nhặt lên rồi đặt đôi giày đó lên nóc xe. Nhìn vào bên trong xe, Sally thấy hai đứa trẻ đã tử vong. Lúc này, Sally chống tay lên thành xe nên đã để lại dấu tay của mình nhưng không hề chạm vào thi thể. Sau đó, Sally vội rời khỏi hiện trường vì sợ David sẽ tìm thấy mình. Tuy nhiên, với lời khai này, Sally đã tự chỉ ra nhiều mâu thuẫn. ADN của Sally được tìm thấy ở quần lót, ống tay áo và dưới móng tay của Kimberly, cũng như ở phần bụng trên áo của cô bé Jill. Điều này đi ngược lại lời Sally khai rằng không hề chạm vào thi thể nào. Ngoài ra, người từng nhận định vết máu dính trên áo David là máu bắn ra ở tốc độ cao thừa nhận rằng mình chỉ là kỹ thuật viên chụp ảnh hiện trường, không phải chuyên gia phân tích vết máu. Người này cũng từng nhận định vết máu ở hiện trường có dấu hiệu bị lau dọn, nhưng đánh giá này là sai, vì đó chỉ là đặc điểm của máu dưới tác động của không khí sau thời gian dài. Bốn chuyên gia phân tích sau đó đã cùng làm việc lại và kết luận các vết máu ấy không thể coi là bằng chứng mạnh. Chúng hoàn toàn phù hợp với những gì David đã nói ngay từ đầu. Anh ấy đã vươn tay qua con gái khi kéo con trai mình ra khỏi xe hơi, một trong các chuyên gia khẳng định.
cuối cùng, vào ngày 24 tháng 10 năm 2013, sau khi xem xét tỉ mỉ các bằng chứng, bồi thẩm đoàn đã đưa ra kết luận David không có tội với mọi cáo buộc. David lúc này đã ngồi tù được 13 năm. Dù công lý muộn màng nhưng cũng đã mang lại cho David và người thân chút an ủi, khi không chỉ chứng minh được sự trong sạch của David, mà còn biết được hung thủ thực sự đã giết hại vợ con anh. Trước đó, không ai biết chuyện gì đã xảy ra trong gara vào cái đêm đẫm máu đó. Và David cũng được bồi thường tổn thất sau khi hòa giải với chính quyền hạt Floyd. Trong khi đó, Charlie Boney bị kết tội giết người với bản án 225 năm tù. Vụ án kéo dài 13 năm đã tiêu tốn hơn kinh phí gần 2 triệu đô la Mỹ. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Kỳ Án Thế Kỷ. Nếu thấy hay thì mọi người nhớ ủng hộ kênh bằng cách like và đăng ký kênh giúp mình nha. Video có thể còn nhiều thiếu sót, mong mọi người có thể đóng góp ý kiến bằng cách bình luận ngay phía dưới video giúp mình nhé.